Nhung. Nhung ơi, sao em đành đoạn bỏ đi khi con tu mới vừa lên 2 tháng tuổi? Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt khi anh vẫn còn thơ thiết yêu em? Suốt cuộc đời không gian dối, tình nghĩa vợ chồng chung chăn sẻ gối. Từng tháng từng ngày mình gian khổ nhưng kể từ đây em đã ra đi không trở lại nữa rồi, còn anh thì suốt đời mang tội cho đứa con khờ, nó đang còn trong lứa tuổi ngây thơ. Rồi ai dạy dỗ sốc vỗ về tiếng rượu em trong giấc ngủ đêm trường. Nó sẽ khóc đòi cha hay vì nhớ mẹ, cha thì bị tù đày còn mẹ bỏ đi xa. Thượng đế ơi, ông bày ra chi tâm trạng để khổ lòng nào chia cách gia đình. Thôi thì đành buông tay cho phần số an bài.